Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Mèo Vặt và Thủ Thuật. Trên màn hình quý vị và các bạn đang xem chính là một cái video mình vừa tạo ra bằng ứng dụng Kinemaster trên điện thoại di động. Với những bức ảnh xoay, lật trên một nền video của chúng ta thì đây cũng là một cái video khá là hay. Xin mời quý vị và các bạn hãy xem qua một lượt và nếu như chúng ta thích tạo video theo kiểu này thì hãy xem phần hướng dẫn của mình và đừng quên cho một like, một đăng ký để ủng hộ cho kênh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn và để tạo ra được cái video như vừa rồi thì quý vị và các bạn hãy tải ứng dụng Kinemaster về nha hiện tại Kinemaster đã có phiên bản mới phiên bản mới này Đây. phiên bản 7.5.6 nha nếu như bạn nào đã dùng cái phiên bản của mình có gửi phí cà phê rồi mà muốn nâng cấp lên phiên bản này thì hãy chủ động liên hệ zalo nha mình sẽ chia sẻ gửi sang cho các bạn cái phiên bản này nó cũng có khá nhiều cái tính năng mới giao diện cũng rất là mới rồi bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn luôn chúng ta sẽ nhấn vào ứng dụng Kinmaster à, chúng ta cũng có thể vào cửa hàng CH Play hoặc App Store để tải ứng dụng này nha nhưng mà ở trên đó nó sẽ bắt chúng ta tính phí với những cái hiệu ứng Pro rồi bây giờ ta sẽ nhấn vào và ta nhấn tạo mới rồi chúng ta sẽ tạo một cái tỷ lệ khung hình thì chúng ta chọn ở đây và ta nhấn tạo nền. Và lúc này chúng ta sẽ chọn một cái nền video, một cái nền video bất kỳ, chúng ta có thể chọn bức ảnh cũng được. Ví dụ như mình sẽ chọn một cái nền video ở phần Pixalop này. Đây ví dụ mình chọn cái cái này. Vẫn là cái bức ảnh đây. Một cái video. Rồi, Đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái giao diện của nó hoàn toàn mới so với cái phiên bản cũ. Đó, ở giữa này nó có chữ AI này, ta nhấn vào ta có thể là phụ đề tự động hoặc khớp nhạc này. Đó, thì cái này mình cũng chưa tìm hiểu kỹ. Rồi, thì đây nó sẽ phân chia ra. Đây là nhạc, ghi này, lớp phủ này, đa phương tiện này. Ok, và các cái giao diện này trông nó cũng rất là mới rồi. Bây giờ để chúng ta cho ảnh lên đây nó xoay nó chạy, thì chúng ta sẽ nhấn vào lớp này, nhấn lớp. Đó, khi chúng ta nhấn vào thì nó sẽ có các cái hiệu ứng các cái thành công cụ hiện ra ở đây nó nhãn giá này hiệu ứng này đa phương tiện này văn bản này thì uh, chúng ta muốn chọn ảnh ta nhấn vào đa phương tiện nha ta nhấn vào đây và tiếp theo ta sẽ chọn cái bức ảnh của chúng ta ví dụ mình sẽ chọn một bức ảnh bất kỳ mình chọn bức ảnh này xong đó bây giờ ta đã có một cái bức ảnh nó nằm trên cái nền video này thì uh, việc tiếp theo ta muốn tạo hiệu ứng nó xoay thì chúng ta sẽ nhấn trực tiếp vào cái bức ảnh này và ta sẽ nhấn vào hiệu ứng hiệu ứng fx hiệu ứng này nha chúng ta nhấn vào chọn vào nó thì ở trên đây nó sẽ có những cái hiệu ứng rất là nhiều hiệu ứng này chúng ta chỉ cần áp dụng vào là xong thì mình thấy có cái hiệu ứng lật 3d mới lại xoay này Với lại cơ bản này rất là hay nếu như chúng ta chưa có ở đây thì chúng ta có thể vuốt xuống bên dưới này ta nhấn vào nhận thêm đó thì trên đây nó sẽ có rất nhiều những cái hiệu ứng này nhịp tim zoom này đấy thì chúng ta hãy tải các cái hiệu ứng này về và để chúng ta áp dụng nha đó, có cái lật 3D này khá là hay hoặc là thủy tinh vỡ này nó ta nhấn vào và ta nhấn tải về là xong đó, nó đang chạy này và khi chúng ta tải về rồi ta quay lại quay lại như này thì ở trên đây nó sẽ có cái hiệu ứng mà chúng ta vừa tải về ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn cái hiệu ứng cơ bản này à, trước tiên ta sẽ zoom cái bức ảnh này lớn lớn lên đã rồi hoặc là ta chọn luôn cũng được chọn luôn lát chúng ta zoom đây nó có các cái hiệu ứng này. ví dụ như xoay này đó ta chạm vào nó rồi ok chỉ cần như vậy thôi bây giờ ta zoom lớn cái bức ảnh bằng cái nền video đi bằng cái nền màn hình đi bây giờ ta cho chạy này đó bức ảnh nó đã xoay từ trong xoay ra Ok, khá là hay. Đó, thế nhưng mà cái hiệu ứng này nó chỉ đến như như vậy là nó hết nhá. Thì bây giờ à, để tạo cho cái hiệu ứng dài thì chúng ta phải làm như này, ta nhấn trực tiếp vào bức ảnh này và ta nhấn sao đúp đi. Sao đúp, rồi. Và ta có thể kéo cái này ra đây, kéo ra định đoạn cuối này. Hoặc là ta thêm đúng cái bức ảnh vừa rồi là cũng được. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn theo kiểu này, lát lát nữa mình sẽ hướng dẫn theo kiểu à, thứ hai. Đây và cái bức ảnh thứ hai này cái cái vừa sau đúp này ta lại tiếp tục chọn vào cái hiệu ứng fx fx hiệu ứng và ta chọn uh, sang cái hiệu ứng bên cạnh ok rồi bây giờ ta mở lên ta xem đó cái hiệu ứng nó bay khá là đẹp này đó, nó lại quay vào đó đây là cái hiệu ứng ngược của cái hiệu ứng này thì nó lại quay vào thôi đó thì chúng ta tạo ra hai cái hiệu ứng như vậy để uh, giúp cho nó thành một cái hiệu ứng dài nó quay nó bay từ trong gây ra xong nó lại bay vào. Và quý vị và các bạn hãy thông cảm bởi vì mình không có cái trình độ sư phạm cho nên truyền đạt có thể là hơi khó hiểu một chút. Uh, quý vị và các bạn hãy thông cảm nha. Mình sẽ cố gắng truyền đạt lại một cách uh, hết sức có thể với cái khả năng của mình để cho quý vị và các bạn có thể tạo ra được một cái video cho riêng mình rồi ok bây giờ ta sẽ mở lên này nó nó lại quay vào và tiếp theo khi bức ảnh này biến mất ta có thể thêm bức ảnh khác bằng cách ta nhấn vào đa phương tiện tiếp và ta lại chọn ảnh ví dụ như bây giờ mình lại chọn bức ảnh này không và ta cũng zoom kín màn hình đây zoom kín màn hình nha tiếp theo ta lại chọn vào hiệu ứng fx fx hiệu ứng Đây. Và ta có thể chọn vào cái xoay này Hoặc lật này Lật nha Đây ta chọn cái này đó, Khá là hay Bây giờ ta mở lên ta xem thử Rồi Đó đến đây nó lại lật đó, khi nó lật thì ta có thể à, tạo thêm một cái bức ảnh đúng hệt như cái bức ảnh vừa vừa chọn đây và tới đoạn cuối này, khi nó lật, nó kết thúc, thì ta lại chọn thêm một bức ảnh khác. Ta nhấn vào đa phương tiện này. Ta lại chọn bức ảnh khác. Ví dụ mình lại chọn bức ảnh này. Rồi. Và tiếp theo, ta lại chọn vào hiệu ứng FX. À, ta zoom kín màn hình ra đã nhé. Ta lại chọn vào hiệu ứng FX. Lật 3D, vừa rồi nãy ta chọn cái này rồi, ta chọn tiếp cái này. Rồi, để ta mở lên ta xem. Đó thì chúng ta đặt nó khớp vào nhau một chút. Ok. Và khi đoạn khi nó bay lên ta có thể để cho nó mờ dần như này, mờ dần nhé. Rồi. Như vậy là xong. Ta có thể thêm à, hết cái nền video này hoặc là ta cứ chọn một cái nền video khoảng à, 3 đến 5 phút làm sao ghép đủ một bài hát là xong nó cứ như vậy thôi nhé Cái ghép thì chúng ta cứ chọn và chọn hiệu ứng ấy. fx hiệu ứng vào và ta có thể ghép cái bài nhạc yêu thích lên đây à, ví dụ như mình sẽ chọn một cái bài hát trên cái video của mình ta nhấn vào đa phương tiện rồi ta chọn vào một cái video bất kỳ ta lôi như này ta nhấn vào rồi đây là một cái video cho nên là ta sẽ gạt khỏi màn hình đi đây ta gạt khỏi màn hình không, ta mở lên nó có cái nhạc này Ok Rồi tiếp theo Ta có thể thêm cái logo vào đây thì Bằng cách ta nhấn vào đa phương tiện tiếp Đa phương tiện thì ở đây Ta có thể chọn cái logo Mà chúng ta tạo sẵn nền xanh giống như này Đây là một cái logo nền xanh thì chúng ta chỉ việc tách nền xanh đi bằng cách ta kéo xuống cái phần à, phím chuma đây và ta bật cái này lên. Nó như vậy là nền xanh đã được tách. Bây giờ ta có thể đặt vào một cái vị trí nào đó. Rồi ta mở lên. Đó, cái logo nó đã xoay. Này. Cái logo này là chúng ta tạo à, ngoài nha, không phải tạo trên ứng dụng Kinemaster. Nha. Cái này đã có video mình hướng dẫn rồi tạo bằng ứng dụng à, Motionier nếu như chúng ta không có cái logo xoay như này ta có thể chọn một cái bức ảnh hoặc là một cái logo ảnh cũng được bằng cách ta nhấn đa phương tiện thì ở đây mình có một số cái logo giống như này đây ví dụ cái logo đây chọn luôn cái logo này đó thì đây nó là một bức ảnh thôi ta có thể đặt vào bất kỳ một cái vị trí nào đó thế nhưng nếu như là bức ảnh ta phải kéo dài cái thời lượng ra nhé Và nếu như chúng ta muốn thêm hiệu ứng, có cái hiệu ứng trái tim bay bay hoặc là tuyết rơi hoặc là mưa rơi ở đây thì chúng ta phải tải cái hiệu ứng đó về. Rồi chúng ta có thể tải những cái mẫu hiệu ứng nền đen nhé. Đây ví dụ ta nhấn vào đa phương tiện. Ví dụ mình chọn một cái hiệu ứng này. Đây là một cái hiệu ứng có tuyết rơi nhé. Đó thì chúng ta áp dụng làm sao cho nó chuẩn một chút. Chúng ta có thể chọn cái hiệu ứng trái tim hoặc là mưa rơi với những cái hiệu ứng nền đen này thì chúng ta sẽ kéo xuống phần pha trộn ta nhấn trực tiếp vào nó và kéo vào phần pha trộn và ta nhấn vào chỗ màn hình đó là cái nền đen nó biến mất nó chỉ còn để lại những cái hạt tuyết bay bay này thôi ok và ta mở đây này Còn đấy là hiệu ứng tuyết rơi còn nếu như chúng ta có cái hiệu ứng khác thì chúng ta ghép tương tự ví dụ như bây giờ mình có cái hiệu ứng trái tim bay bay cũng được Đây, ví dụ như các cái hiệu ứng này thì chúng ta cũng chỉ việc ghép như vậy thôi với những cái nền đen này ta chỉ cần kéo xuống pha trộn và ta kéo vào phần màn hình nhấp vào màn hình đó và ta zoom lớn lên ok đó, và ta mở lên Đó và cái này nó đang có nhạc Nếu như chúng ta thích nhạc này Ta để còn không ta tắt nó đi Bằng cách nhấn vào pha trộn âm lượng Và ta tắt âm thanh Như vậy là xong Nếu như cái này nó rõ quá Ta có thể cho nó mờ đi Bằng cách kéo xuống phần alpha độ mờ Ta nhấn vào Và đây nó đang là 100% ta kéo xuống khoảng 50 thôi Đó là cái hiệu ứng trái tim nó mờ, mờ đi rồi và tiếp theo ta lưu video lại là xong. nó ở đây nó có cái nốt lưu này và với cái phiên bản này thì các bạn làm nó không có logo ở đây nhá bình thường chúng ta tạo video nó hay có cái logo Keymatter ở đây này. thì cái phiên bản mình đang dùng nó không có. các bạn yên tâm. rồi ta chỉ cần nhấn vào đây lưu. đó và ta nhấn lưu dưới dạng video. Đó, nó đang lưu này rất là nhanh. và rất là đơn giản ta có thể tạo ra được một cái video ghép hình, ghép nhạc trên ứng dụng Kinemaster ngay trên chiếc điện thoại của mình. Và video chia sẻ của mình xin được dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chúc tất cả các bạn thành công nha.